Hello, xin chào mọi người và chào mừng mọi người đã quay trở lại với Series Channel Thì hôm nay mình làm một cái video để giới thiệu với mọi người về một cái ứng dụng vô cùng hữu dụng trong Unity Được gọi là Prefab Brush Thì trong những video trước mình đã giới thiệu với mọi người về Time Up rồi Và Prefab Brush này cũng là một trong những cái ứng dụng của Time Map. Nhưng nó sẽ không vẽ một cái hình đơn giản nữa Mà nó sẽ vẽ một cái object uh, tiên tiến hơn cho chúng ta Ok thì như mọi người có thể thấy ở đây là tôi có đang có ba cái object thứ nhất là rock group một rock group hai và rock group ba thì tôi đã làm sẵn hai cái script à, định nghĩa cho nó rằng đó là sau hai giây thì cái nó sẽ tự nó xóa cái object này đi và sau 1,9 giây thì nó sẽ span ra một cái đống lửa ở ngay cái object đó thì bây giờ tôi sẽ chạy thử game cho anh em xem nhé đây anh em để ý là chúng ta có ba cái object này và sau 2 giây thì nó sẽ xuất hiện một cái đống lửa ở đây đó ok thì với time app uh, chúng ta hoàn toàn không có thể vẽ được uh, giống như là chúng ta không thể đặt được những cái định nghĩa rằng là sau 2 giây nó sẽ phá hủy và sau 2 giây nó sẽ tạo thêm một cái ship mới thì ở unity đã giới thiệu cho chúng ta một cái gọi là prefab brush thì đầu tiên để sử dụng prefab brush thì anh em tải về, à, tôi sẽ search Unity 2D Extra nhé. Đây, đầu tiên để sử dụng Prefab Rust thì anh em cần phải tải về cái uh, Unity 2D Extra à, đơn giản là anh em chỉ cần code này anh em uh, download zip này về nhé. và sau khi đã download zip về rồi thì anh em giải nén nó ra và bỏ vào cái thư mục mà game của anh em đó, cái đây là thư mục game của anh em thì anh em vào cái phần package này. Đó. Và anh em tạo một cái thư mục mới gọi là com.unity.2d.timemap.extra nhé, Đó, và anh em copy những cái gì mà anh em vừa tải về vào trong này. Đó, ok. Thì sau đó thì anh em đã có thể sử dụng được 2D à uh, Timemap 2D Extra. Thì những cái thông tin chi tiết hơn về Timemap 2D Extra thì anh em có thể uh, xem những video khác của tôi nha. Ok, khi mà anh em tạo một cái object bất kỳ nào trên skin này, đó, anh em tạo một cái object bất kỳ nhé, thì cái này được gọi là một cái game object. Ok, rất là đơn giản. Và sau khi anh em tạo cái group đó, ví dụ như là ở đây có uh, Cái object của tôi là những cái hòn đá nhỏ nhỏ nó chồng lên nhau này, không có gì hết. Và anh em muốn lưu trữ lại cái object này, à, muốn lưu trữ lại và gọi là không biết anh em có xem Attack anh Titan không đó thì mỗi con Titan hình như là được đều được uh, sinh ra từ Titan thủy tổ đúng không đó thì khi mà anh em muốn tạo ra một con Titan thủy tổ như vậy giống như là tôi đang tạo một cái rút rút rock rút thủy tổ đi ha thì anh em sẽ kéo cái phần cái object của chúng ta xuống dưới chỗ access này đó và nó sẽ xuất hiện cho anh em một cái hình xanh xanh như thế này và cái này được gọi là prefab anh em nhé đây anh em có thể thấy là rock group chấm refab này đó thì cái này là một refab và ok vậy là anh em đã tạo được một cái con titan thi tổ rồi <laughs> rồi tôi kéo hết ba cái này xuống và đặc điểm của refab là gì đặc điểm của refab là anh em có thể tạo ra từ nó rất nhiều thằng khác nhau và tất cả chúng đều giống nhau hết đó ok rồi à, Tất nhiên là nó sẽ còn đặc điểm khác nhưng mà thôi giới thiệu về sơ sơ cho anh em vậy thôi ok và tiếp theo mình sẽ đến với cái quan trọng nhất của video này đó là prefab brush thông thường thì chúng ta chỉ có một cái gọi là default brush đây nếu anh em bỏ chuột xuống góc góc ở dưới của Time Palette này nó ở đây có một cái gọi là default brush thì đó là cái mặc định của Time Map và ở cái định dạng này thì anh em có thể vẽ những cái hình đó Vẽ những cái hình trong time map Và nó không có chức năng gì cả Nó chỉ là hình thôi Ok Và nếu anh em muốn bỏ chức năng cho nó Thì uh, Ví dụ Muốn bỏ chức năng cho cái rock group Hồi nãy tôi vừa giới thiệu với anh em Thì anh em sẽ tạo thêm một cái nữa Anh em vào crack nha uh, 2D này Sau khi tải và cài đặt 2D extra uh, access Thì anh em vào cái phần tie này Nó sẽ có À không phải cái thai rồi, đây đây, Brush Thì sau khi anh em vào Brush nó sẽ có ba cái để anh em được chọn Thứ nhất là Random Brush Là nó sẽ... Đơn giản là nó sẽ random những cái mà anh em muốn thôi Và cái chúng ta quan tâm là Prefab Brush và Prefab Random Brush Thì... Prefab Brush nó... Ok thôi để trước đi uh, Rock Group đi ha Đó Đây khi anh em tạo một cái prefab brush thì nó sẽ có cho anh em một cái như thế này à, prefab brush và anh em muốn vẽ một cái uh, prefab nào bất kỳ lên trên uh, time map thì anh em chỉ cần kéo cái rock group lên bỏ vào trong prefab ok xong vậy là chúng ta đã có thể uh, tạo dữ liệu cho brush rồi và nếu anh em muốn vẽ cái rock group này Thay vì anh em kéo từng cái như thế này lên rất là cực đúng không? Rất là tốn công thì anh em có thể sử dụng uh, anh em qua type palette nha, cũng cái chỗ default brush hồi nãy nè. Và anh em chọn rock group. Đó. Và khi này mà anh nếu anh em vẽ một cái gì đó thì nó sẽ xuất hiện ra cái game object của chúng ta. Đó, rất là tiện đúng không nào? Và nếu anh em vào cái chỗ mà anh em đã tạo cái time map này ấy thì tôi để nó trong background này. Đó, và object uh, time map 1 Thì nếu anh em mở cái này ra Thì nó sẽ là những cái cục đá Mà anh em đã vừa đặt vào trong đó Ok Rồi, thì tôi sẽ chạy thử game Xem nó có hoạt động hay không nha Thì nếu nó hoạt động đúng Có nghĩa là sau 2 giây Nó sẽ tự nó xóa những cái object Những cái cục đá đi Và nó tạo ra những đống lửa Ok, rất là tốt Rồi Tiếp theo thì tôi cũng muốn giới thiệu với anh em Về cái À, thay vì prefab rock thì chúng ta sẽ có một cái mới là anh em vào cũng vào correct này 2D rock và chọn prefab random rock nhé. Đó. Thì random à, tôi sẽ đặt tên nó là random rock group đi. Thay vì nó chỉ sinh ra một cái thằng prefab thôi thì hiện tại nếu mà anh em vào cái chỗ prefab này, đó và anh em kéo tất cả những cái thằng rock group này lên anh em kéo bỏ vào nha đó ba cái rồi tôi trước mắt thì tôi sẽ uh, xóa những cái rock cũ đi đó và anh em chọn vào cái là random rock group và khi mà anh em vẽ đây đó anh em để ý là nó sẽ random ba cái rock group của chúng ta nó tạo nên cái sự đa dạng cho cái con game và đương nhiên là người chơi sẽ hứng thú hơn khi mà anh em tạo ra những cái game mà nó có sự đa dạng như thế này uh, uh, ok rồi tôi sẽ chạy thử vâng thì đó là cái refab rush mà tôi muốn giới thiệu với anh em thì cái này thường được sử dụng rất nhiều trong những cái tự game 2D uh, nếu mà người chơi muốn tạo ra những cái object uh, trên bản đồ mà không phải mất công thiết kế quá nhiều level thì ví dụ như là à, người, ví dụ như anh em có một cái con NPC mà khi người chơi đi gần vào và muốn nó hiện lên là à, nói chuyện với NPC thì anh em có thể sử dụng cái time map prefab brush này để sử dụng à, tạo những con NPC như vậy tại vì nó sẽ đỡ tốn hơn thời gian rất là nhiều cho anh em ok và cuối cùng thì à, cảm ơn anh em đã xem video và chúc anh em một buổi cuối tuần vui vẻ và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo